Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đến bao giờ Tổng Bí Thư mới cho bắt ông Trùm nhóm lợi ích điện lực Trần Tuấn Ảnh Tờ báo Thanh Niên ra ngày 1 tháng 12 đưa tin EVN thay Tổng Giám Đốc Bản tin cho biết Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã có quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Điện lực Hà Nội làm Tổng Giám Đốc EVN bắt đầu từ hôm 1 tháng 12 về lý do bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn làm tổng giám đốc EVN thay thế ông Nguyễn Đình Nhân. Báo Thanh Niên cho biết quyết định dựa trên kết luận thanh tra về quản lý, vận hành, cung cấp điện của EVN khi để xảy ra tình trạng thiếu điện cục bộ ở khu vực miền Bắc gây bất bình trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh và môi trường thu hút đầu tư. EVN đã thay đổi tổng giám đốc. Được biết, vào tháng 11 năm 2023, ông Nguyễn Danh Sơn, giám đốc công ty mua bán điện thuộc EVN là trường hợp thứ sáu bị bắt sau năm giới chức thuộc cục điều tiết điện lực bộ công thương và evn bị bộ công an khởi tố bắt tạm giam vì tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ giới thạo tin cũng tiết lộ kẻ đứng sau giật dây cho tập đoàn điện lực việt nam evn và là tổng chỉ huy của nhóm lợi ích điện lực không ai khác chính là ủy viên bộ chính trị trưởng ban kinh tế trung ương trần tuấn anh trong những ngày này, ông Trần Tuấn Anh đang ở trong tình trạng ăn không ngon, ngủ không yên và giật mình thòn thót. Nhất là còn có thông tin cho rằng việc Trần Tuấn Anh bị bắt chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tại nhiệm kỳ đại hội thứ 12 từ năm 2016 đến năm 2021, ông Trần Tuấn Anh là Bộ trưởng Bộ Công Thương kế nhiệm cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng. Giai đoạn đó, ông Trần Tuấn Anh đã dính líu đến rất nhiều bê bối trầm trọng và có khả năng phải chấm dứt sự nghiệp chính trị dù rằng tuổi vẫn chưa cao mà cụ thể có thể liệt kê được những vấn đề như sau thứ nhất là trong giai đoạn giữ chức bộ trưởng bộ công thương ông trần tuấn anh có nhiều dấu hiệu cho thấy đã bật đèn xanh cho bộ công thương đi đêm với công ty cổ phần tập đoàn hoa sen để triển khai dự án thép hoa sen cả ná mang hơi hướng của vụ formosa hà tĩnh là một vụ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng các tỉnh miền trung bộ trưởng bộ công thương và trần tuấn anh là anh em cọc trèo với Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen Lê Phước Vũ. Người từng tuyên bố câu phát biểu để đời như sau, ngu gì không làm thép. Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, đương kim Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, trưởng ban Kinh tế Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vấn đề thứ hai là có những vết chàm liên quan đến các nhóm lợi ích chính sách như Petrolimax và EVN là Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã dung túng cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam từ chỗ không được quyền quyết định theo quyết định số 69 của của chính phủ, đến chỗ được chủ động quyết định tăng giá đến 20% giá điện mỗi năm. Đồng thời, thẩm quyền của Bộ Công Thương cũng tăng tương ứng từ chỗ được quyết định tăng giá điện tối đa 20% mỗi năm lên tới 40% mỗi năm. Điều đó có nghĩa là EVN thậm chí cũng không cần đến Bộ Công Thương để quyết định, chỉ cần chính phủ chấp thuận đề xuất trên là lập tức EVN có quyền tự tăng giá điện ít nhất 20% mỗi năm. Đó là lý do vì sao trong nhiều năm qua, EVN kinh doanh thì lỗ lã, nhưng tất cả đổ lên đầu người dân phải chịu. Ngoài ra còn có các bê bối về đạo đức của ông Trần Tuấn Anh. Ông Tuấn Anh từng gây nóng dư luận khi vào đầu năm 2019, ông đã điều xe ô tô công của Bộ Công Thương ra tận chân cầu thang máy bay ở phi trường nội bài Hà Nội để đón vợ theo cách thức đón lãnh đạo cấp cao. Nhưng vì Trần Tuấn Anh là con trai của cựu chủ tịch nước Trần Đức Lương và là cháu cưng của Tổng Trọng, nên mọi việc đã rơi vào im lặng, đáng kể. Tại hội nghị 13, Trần Tuấn Anh, một kẻ bối và suy thoái đạo đức, vẫn trở thành Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, giữ chức vụ trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Tuy nhiên, Ban Kinh tế Trung ương, anh ngồi ghế trưởng Ban, được xem là một trạm trung chuyển các quan chức cấp cao vi phạm, ngồi chờ án kỷ luật. Đến nay, người ta mới vỡ lẽ, ông Nguyễn Phú Trọng chơi chiêu hư hư thực thực và đã khiến cho số đông nghĩ rằng Trần Tuấn Anh đang bị chờ kỷ luật khiến cho các đối thủ của ông Trọng bớt để ý đến Trần Tuấn Anh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng già nua đã ngồi đến nhiệm kỳ thứ ba trái cả điều lệ của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa ủy viên Bộ Chính trị Trần Tuấn Anh về giữ chức trưởng ban kinh tế trung ương chỉ là chỗ để Trần Tuấn Anh núp để mà tránh bị kỷ luật hay bị bắt giảm. Rõ ràng hơn một nửa nhiệm kỳ đại hội 13, người ta thấy Trần Tuấn Anh gần như không làm việc gì. Đó là chưa kể tới các kỳ bỏ phiếu tín nhiệm của ban chấp hành trung ương gần đây Kết quả cho thấy Trần Tuấn Anh luôn đội sổ về số phiếu tín nhiệm trong công tác nhân sự. Tổng Bí thư Trọng thì luôn khẳng định không đưa vào ban chấp hành trung ương những phần tử cơ hội chính trị có biểu hiện tham nhũng và lợi ích nhóm. Công luận đề nghị Tổng Bí thư làm rõ với nhân sự có tên là Trần Tuấn Anh có đủ tiêu chuẩn để trở thành ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, trưởng ban kinh tế trung ương hay không. Quý vị, và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời Báo .de với bản tin đến bao giờ Tổng Bí Thư mới cho bắt ông Trùm nhóm lợi ích điện lực Trần Tuấn Anh. Tổng Bí Thư Trọng còn khiếp Trương Mỹ Lan có Bộ Công an và Tô Lâm để làm gì? Theo kết luận điều tra của Bộ Công an về vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan đã cáo buộc trong thời gian 10 năm kể từ ngày thành lập ngân hàng SCB là ngày 1 tháng 1 năm 2012 cho đến khai bà Trương Mỹ Lan bị khởi tố và bắt giam vào ngày 7 tháng 10 năm 2022, ngân hàng SCB đã cho hệ sinh thái của bà Lan vay tổng số tiền gần 1 triệu 67 ngàn tỷ đồng, tương đương khoảng 45 tỷ đô la, với số dư nợ còn lại lên đến, đến 677 ngàn tỷ đồng, tương đương 28 tỷ đô la, là con số nợ không thể thu hồi. Công luận đặt câu hỏi là tại sao các sai phạm mang tính hệ thống của bà Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát cũng như hệ thống sinh thái này kéo dài tới 20 năm vậy mà cơ quan chức năng không hề phát hiện. Hệ thống chức năng này bao gồm hệ thống tài chính, ngân hàng, kiểm toán nhà nước, thanh tra các cấp, đặc biệt là Bộ Công an, tất cả đều vô hiệu. Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Chắc chắn nếu phát hiện sớm hơn thì số tiền hơn 1 triệu tỷ đồng, trong đó là số tiền gửi tiết kiệm, tiền mua trái phiếu doanh nghiệp lên tới 500.000 tỷ đồng sẽ không thất thoát toàn bộ như hiện nay. Tại sao cho lừa đảo có các đại gia tỷ phú như Trịnh Văn Quyết, FEC, Đỗ Anh Dũng, Tân Hoàn Minh hay Vạn Thịnh Phát của bà Trùm Trương Mỹ Lan, vân vân, vẫn lặp lại chiêu lừa đảo giống như Nguyễn Văn 12 từng làm? Đó là cho lãi suất cao để hút tiền gửi, sử dụng các chiêu trò lừa dối để lũng đoạn thị trường tài chính, những chiêu quen thuộc nhưng lại không hề bị phát hiện và xử lý. Tại sao vợ chồng bà Trương Mỹ Lan, bóng Chu lộc cơ lại từng được trao huân chương lao động hạng ba? thậm chí bà Lan còn được trao huân chương cùng loại tới hai lần vào năm 2011 và năm 2014 bởi hai đời chủ tịch nước là Nguyễn Minh Chiết và ông Trương Tấn Sàng. Kể cả bà Trương Mỹ Lan có tên trong hồ sơ Panama liên quan đến danh sách những doanh nhân, quan chức nước ngoài, dính dáng đến tham nhũng và rửa tiền. Hay như việc bà Trương Mỹ Lan được vô số những huân huy chương bằng khen, giải thưởng vinh danh, doanh nhân tiêu biểu vân vân Từ năm 2015 cho đến năm 2022, ngân hàng SCB là ngân hàng lừa đảo, vậy mà nhận đến 72 lần danh hiệu ngân hàng kinh doanh xuất sắc nhất của Việt Nam. Đây là điều mà dư luận đang đặt ra câu hỏi. Và tiền của những nạn nhân bị mất, ai sẽ bồi thường đây? Ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam đã ngồi tới 3 nhiệm kỳ. Nghiêm trọng hơn là vụ bà Lan đưa hối lộ gửi biếu Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an Dương Trí Dũng ở Vinh Lai đã khai ra rằng việc đưa hối lộ cho tướng Ngọ là 510.000 đô la để chạy án, đồng thời ông chuyển giúp 1 triệu đô la của Trương Mỹ Lan cho tướng Ngọ. Lời khai này được sự chứng kiến của trưởng ban nội chính trung ương ông Nguyễn Bá Thành. Ngay sau đó tướng Phạm Quý Ngọ, dù đang rất khỏe mạnh đã chết bất ngờ, chỉ một ngày sau khi quyết định tạm đình chỉ chức Thứ trưởng Bộ Công an vì đã làm lộ bí mật nhà nước trong việc thông tin cho Dương Chế Dũng bỏ trốn trước khi bị bắt giảm. Cũng không lâu sau đó, trưởng ban nội chính trung ương ông Nguyễn Bá Thanh, người được cho là quyết tâm khai thác lời khai của Dương Chí Dũng để mà hốt liền cựu thủ tướng Nguyễn Tân Dũng cũng bị mắc bệnh lạ. Ông Nguyễn Bá Thanh đã không lường hết được sức mạnh của Vạn Thịnh Phát và gia tộc Trương Mỹ Lan. Rồi gần đây để lộ tin cho rằng cố chủ tịch nước Trần Đại Quang đã nhận tới 1 tỷ đô la của bà Trương Mỹ Lan khiến Bắc Kinh rất không hài lòng. Điều này có thể liên quan đến bệnh lạ của Chủ tịch nước Đại Trần Đại Quang mắc vào năm 2017 khiến ông qua đời sau hơn một năm. Những điều vừa kể trên đã được củng cố thêm bởi hàng loạt cái chết rất bí ẩn của các giám đốc Chủ tịch Hội đồng Quản trị của rất nhiều công ty và nhân viên thân tín của bà Trương Mỹ Lan sau khi bà này bị bắt như ông Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch Công ty Chứng khoán Tân Việt và thành viên Hội đồng Quản trị của SCB. Bà Nguyễn Phương Hồng, người bị bắt cùng ngày với bà trương mỹ lan cũng chết không rõ lý do trong lúc bị tạm giam cũng xin nhận nhắc lại nhiều ý kiến nghi ngờ họ đã bị diệt khẩu thủ tiêu lúc bị tạm giam trong trụ sở của bộ công an Giới phân tích cho rằng điều đó rõ ràng cho thấy vạn thịnh phát và ngân hàng scb của bà trương mỹ lan không phải là một doanh nghiệp hay một tổ chức kinh doanh tài chính bình thường mà hoạt động của nó mang màu sắc của một tổ chức mafia của hội tam hoàng đó chính là điều mà ông Lê Kiên Thành, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thích Công Băng, con trai của Cố Tổng Bí Thư Lê Duẩn, đã từng cảnh báo trong bài phỏng vấn Mafia và sự tồn vong của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đăng trên tờ báo Việt Nam Net vào tháng 10 năm 2012. Bộ trưởng Bộ Công an ông Tô Lâm Nhận định của ông Lê Kiến Thành liên quan gì đến bình luận của giới thảo tin lâu nay mới nhất trong bài viết khi đại gia là miếng da lừa của chế độ đăng tải trên đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA vào ngày 30 tháng 11, tác giả Tùng Phong khẳng định như sau. Giờ đây người ta có thể lờ mờ hiểu ra lý do. Trong 13 năm ở ngôi kiểu ngũ, người lái đò vĩ đại hầu như không bao giờ lưu lại thành phố mang tên bác quá 3 ngày. Trừ chuyến đi Kiên Giang bị đột quỵ, Lê Thanh Hải, lãnh chúa miền Nam, vẫn ngạo nghễ trước cái lò ông Trọng. Câu hỏi đặt ra là tại sao lại như vậy? Những điều nguy hiểm chưa từng thấy mà lên tầm cỡ người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn phải thất kinh. Thì tự hỏi có bộ công an của ông Tô Lâm để làm gì đây? Sao không dẹp quách nó đi cho xong rồi? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Tổng Bí thư Trọng còn khiếp Trương Mỹ Lan. Có bộ công an và Tô Lâm để làm gì? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề.